sĩ Kim Phương khóc, kể chuyện mất con vào ngày Tết. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời không quên được nỗi đau mất con khi đang biểu diễn trên sân khấu vào ngày mùng 1 Tết cách đây hơn 40 năm. Nghệ sĩ Kim Phương là một trong những nghệ sĩ thế hệ vàng của sân khấu cải lương với hơn 50 năm gắn bó, cống hiến cùng với con trai Tống Hạo Nhiên, nữ nghệ sĩ đang tham gia chương trình Hát cùng mẹ yêu. Tiết mục của cả hai luôn thể hiện tinh thần lạc quan và tươi vui. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười trên sân khấu là câu chuyện buồn đẫm nước mắt mà ít ai biết của nghệ sĩ Kim Phương. Bà kể, cách đây hơn 42 năm, vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi tôi đang biểu diễn trên sân khấu thì đứa con thứ hai qua đời vì bệnh. Đang trong lịch diễn phục vụ bà con dịp Tết nên tôi phải nuốt nước mắt để hoàn thành vai diễn. Bà nghẹn ngào nhớ lại, chồng và mọi người ở nhà đi xin đất của nhà chùa chôn cất con. Sau đó, khu chôn cất bị san bằng nên đến giờ gia đình không biết mộ của con ở đâu. Đây là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi. Tuy nhiên, bà không ngờ là 42 năm sau, câu chuyện kép tư bền một lần nữa lại xảy ra với mình. Khi bà và con trai đang quay hình chương trình Hát cùng mẹ yêu số Tết 2017 thì nghe tin chồng cũ mất. Hai mẹ con vẫn cố gắng gượng, hoàn tất vai diễn vui vẻ trên sân khấu. Sau đó, bà mới chạy nhanh về nhà đưa tiễn ông. Bà cũng chia sẻ thêm, trước đây, gia đình rất khó khăn nên con trai của bà phải tự lập từ rất sớm. Nghệ sĩ Kim Phương có 4 người con. Khi con trai Út Hạo Nhiên được 6 tuổi, bà và chồng chia tay. Có lẽ vì vậy, bà dành tình thương nhiều hơn cho Hạo Nhiên. Con trai Út không có được tình thương trọn vẹn của cha và mẹ. Hạo Nhiên cũng là người con thừa hưởng niềm đam mê sân khấu của mẹ. Từ lúc 3 tuổi, anh đã được lên sân khấu cùng mẹ để diễn những vai nhỏ. Đến 8 tuổi, cậu bé đã vào vai thứ 9